Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plants vs Zombies 2. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video cho mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ vào thôi. Và nếu có thể hãy click quảng cáo để ủng thêm cho mình nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục áp dụng những cái chiến thuật của anh em vào trong này. Đây là của bạn, mình có một cái comment của bạn Hương Hoàng à. Thì bạn ấy bảo là anh ấy sử dụng cái primer, đó chính là những cái cây primer pitter, cái cây mìn, cái cây đậu cổ đại này, đậu cổ đại này, sử dụng cây thêm blower này, dùng quạt gió để thổi nó ra ngoài này. Chúng ta sẽ cần thêm băng giá đây, winter melons, và tiếp tục là sẽ dùng thêm cái gì nữa bây giờ nhỉ, không biết, vẫn dùng Moonflower để tạo ra sun, dĩ nhiên rồi, vẫn cần cái này để tạo ra sun và mìn khoai tây. Đấy, ok, và chúng ta sẽ cố gắng là chơi nào, hy vọng là ta có thể chơi được rồi. Với chuyện này thì thấy mình hơi khó một chút, là lý do là chúng ta sẽ không có cái cây đó chính là Thai Tulip, cây hành tím anh em. Nhưng thôi mình cứ áp dụng chiến thuật xem, nhớ đâu ta có thể thắng được thì sao, có thể thì sao. Chúng ta để mìn khoai tây mắc luôn trên này nha, mắc luôn trên này như thế này thì em mình có thể dùng quạt gió để thổi bọn kia bay đi ngoài, ra ngoài, có lẽ như vậy, có thể là như vậy đấy. 450 để đèn phát này, và mìn khoai tây thì có lẽ là chúng ta đặt như thế này thôi nhỉ, có lẽ thế thôi. Rồi ok, mình sẽ đặt một vài cây ở đây nữa. 175 đồng cho một cây level 4 cũng khá là đắt đỏ, khá là đắt đỏ chứ nhỉ, không hề rẻ một chút nào đâu, đúng không? Ok, mình cần thêm một cây bắn băng nữa. Rồi, ok, đặt đây. Càn này luôn anh em ơi, càn cái này luôn, đúng rồi, chính xác là phải càn cái này luôn, không còn nó sẽ tấn công rất là khó chịu luôn đấy. Này này, ok, cố lên nào anh em. Rồi, cái này vẫn chưa ăn thua đâu. Đặt đây phát này. Blower dùng liên tục anh em ạ. Có blower thì cứ dùng liên tục thôi. Đấy, chính xác. Blower dùng liên tục. Và cái này cũng sẽ dùng liên tục luôn. Slow lại. Blower. Thổi nó ra ngoài anh em ơi. Thổi nó ra ngoài nào. Ok. Tiếp tục này anh em. Cứ blower hồi cái là mình bắt đầu là sử dụng luôn. Thế thôi, đơn giản thôi mà. Đấy, chiến thuật này có vẻ như khá là hay, khá là hay ho. Không được rồi. Nó tấn công rất là dã man, rất là dã man con ngan. Chỗ này thì tấn công kiểu gì đây. Ok, đang cố gắng đẩy lùi nó ra xa. Một chút. Nhưng mà có vẻ hơi khó rồi anh em. Hơi khó rồi. Đẩy nó ra xa anh em. Blower. Tấn công nào. Ok. Chết rồi. Mình khoai tây của mình đâu hết rồi. Này. Ra ngoài đi này. Mình khoai tây anh em ơi. Cho cái này ăn luôn. Một viên. Đấy. Chính xác. Khổi ra ngoài. Cứ có là mình bắt đầu đặt thôi. Chết ngay. Ủa. Cái này là tăng sức mạnh mà anh em. Yên tâm mà như vậy. Đặt đây phát này. Cho vào đây phát này. Cho nó nổ luôn. Đấy, sẵn sàng luôn anh em ơi. Này, vào đây. Ok, mình vẫn được hơn 1 triệu điểm. Theo như những cái gì mình thấy mình vẫn được hơn 1 triệu điểm cơ. Thoải mái đi. Đấy. Tấn công. Có lẽ mình sẽ cần ít săn hơn nữa anh em ạ. Chỗ này hơi nhiều săn rồi. Tiếp quả đào đi anh em ơi. Chúng ta sẽ cần những cái này ở đây, 3-4 hàng này bắn liên tục, tấn công liên tục luôn. Đấy, như thế này không kịp hồi cây gây nhận. Ui ủa, chết luôn cây. Ok, không sao, không vấn đề gì cả. Cho nó nổ đi nào. Đấy, blower, cứ có blower là đặt thôi. 1.3 triệu này cũng tốt, chiếc này cũng ổn đúng không, không nói là quá tệ. Tấn công, hơi lâu, khá là hơi lâu rồi. Và nó sẽ không thể nào mà tiếp cận được với chúng ta nếu chúng ta dùng cái chiến thuật này.
SN thì mới chỉ có được 62.000 điểm anh em ạ. Đấy, một chiến thắng nữa, chúng ta sẽ có 4 chiến thắng liên tiếp này. Rồi, chúng ta sẽ có cái gì đây? Có rất nhiều cái comment nữa, mình sẽ làm theo cái comment của bạn xem nào. Comment này được 11 like này. Riot Drones này, sử dụng bình điện mặt trời á, bình điện mặt trời là cái cây Cauli Power á. Miêu gì cái đấy? Bình điện mặt trời là cái gì? Con thôi miên và có óc chó để tăng. Xây 7-8 con thôi miên thì được khoảng hơn 2 triệu điểm quá. Ghê vậy. Mình sẽ thử xem chiến thuật này xem có được không nhá. Nó hơi vô lý, hơi vô lý. Cái thôi miên thì mình biết cái thôi miên rồi. Cây thôi miên, cái nấm thôi miên đây anh em. Nấm thôi miên nó để đâu nhỉ? Nấm thôi miên đây, level 4 này. Nếu thế thì tăng sức mạnh cho cây nấm thôi miên nữa. Đây, nấm thôi miên thì vẫn sẽ có cái min. Min nấm tăng sức mạnh cho phép thuật này, các kiểu này. Rồi, vẫn phải cần Moonflower để tạo ra sun anh em ạ. Đây, Moonflower vẫn tạo ra sun này. Chúng ta dùng Shadow Pistorter hoặc là dùng cái Dust Lover cũng được. Dust Lover cũng rất là ngon. Rồi đấy, và chúng ta sẽ dùng thêm, đó chính là cây ăn mộ. Theo mình nghĩ dùng cây ăn mộ là ngon. Xem nào, ăn mộ đâu, ăn mộ đây. Bedrock này anh em, chơi nào. Chúng ta sẽ vẫn trồng hai hàng dĩ nhiên rồi. Mình không có slow nhé anh em. Cái trước này thì không có một tí slow nào luôn. Ấy chà chà chà. Và cũng không có mìn để có thể lấy được cơ. Không có mìn để tăng cơ được cơ. Ây chà, hơi khó. Đây. Cho đánh nhau đúng không? Cho đánh nhau này anh em. Đặt full luôn. Đã thế đặt full luôn. Đặt 4 cây thôi. Thật ra cũng không nên full làm gì cả. Mình cần đỡ lốp bờ ở phía sau. Như thế này và như thế này. Tăng sức mạnh của nó lên luôn là được. Đây. Cái này sẽ tăng sức mạnh được luôn này. Tăng sức mạnh các kiểu gọi là điều ở đây. Lên đây anh em. Ăn mộ này. Ăn mộ cần thiết ăn mộ chưa? Hiện tại là dùng thì cũng được. Dùng thì cũng được. Nhìn chung là như vậy. Ôi. Chưa. Còn nhanh chết nhỉ. Chưa kịp làm gì luôn. Cho nó ăn cái này đi Khái. Cho nó ăn cái này phát. Để mình kiếm thêm hết điểm à. Không còn đấy à. Tiền đâu. Đây. Dùng đi anh em ơi. Rồi ăn mộ rồi. Đấy. Vẫn sẽ sử dụng ăn mộ được anh em ạ. Vẫn có cái này rồi. Vẫn có điểm. Điều khiển với con này cái nhỉ. Rồi. Vẫn có điểm. Chết mình đi này. Vơ vẩn. Làm sao vào đây được. Không có cơ hội vào đây nha. Không có cơ hội vào đây. Cho nổ hết. Đúng rồi. Chính xác là cho nổ hết đi. Không là hơi bị mất thời gian. Phía trên. Cho nó nổ phát nữa này. Sao con nào muốn à? Con nào muốn điều khiển đây anh em? Đây. Con này muốn điều khiển đây anh em. Cho nổ phát nữa đi. Không biết là còn cái ăn mộ không? À còn cái... À đây, con mộ đây. Tại sao không ăn ta? Từ bây giờ không ăn. Điên thế nhỉ? Này vẫn có thêm. Vẫn thêm có thêm cây nha. Chúng ta... đánh nhau kìa. Mấy con đánh nhau kìa. Ôi, cho nó ăn... cho nó ăn hoặc là đánh nhau trở lại, ngược trở lại. Hay phết anh em ạ. Đây. Cho này ăn. Ăn đi. Đúng rồi, ăn đi. Ăn đi để có đánh nhau hộ mình cái. Hộ mình cái luôn. Ít cây quá. Nó đánh nhau ngược trở lại. Xổn thôi. Này. 58 giây nữa. Có chỗ nào để cho mình ăn không? Con này ăn đi. Không biết cho. Chết rồi. Đáng lẽ là nên cho ăn chỗ này này. Cho ăn chỗ này đi. Ôi, nó quá to anh em ạ. Đáng lẽ là phải cho những cái con to nó ăn này. Tập trung vào con giữa anh em ơi. Hết đấy rồi à? What? Con nào to không? Đây, con này to. Ăn không? Nó không ăn à? Phải. Sao không ăn ta? Không kịp hồi rồi. 1.200.000. Đâu rồi? Chúng ta... đây vẫn còn cây mà. Để phát. Không kịp ăn luôn. 1.3 triệu.
triệu 6. Chứ thật này rất là khó nhá. Anh em nào mà bảo là sử dụng những cây này mà được 2 triệu thì đúng là trong mơ luôn. Cực kỳ khó để có thể lên được tầm 2 triệu điểm. Đây mình có gì dùng cây Dust Rover ấy nhá. Của một cái comment tiếp theo của bạn là tên là Võ X. Bạn anh chọn cây ngô vì nó tác dụng làm đường yên zombie, đặt 5 con là được. Là 5 con theo kiểu gì? Ngô thì nó bắn theo hàng hàng dọc chứ không phải bắn theo hàng ngang nha. Kết hợp với Citron và Cam đặt ở phía trung tâm á. Là sao ta? Citron kết hợp với Citron là trung tâm. Củ hành tím và Moonflower, Shadow Predator hoặc Legai cũng được. Ok, để mình thử xem chiếc đợt này như thế nào. Mình vẫn chưa thể hiểu được chiếc đợt này sẽ tác dụng như thế nào đây. Tại vì căn bản là chúng ta làm sao mà đặt được 5 cây ở giữa đây. Khó, thật sự là khó. Mình sẽ chọn ngô này. Dĩ nhiên rồi, Cannapool, có Cannapool đặt ở hàng giữa này. Củ hành tím này. Citron là cam à. Cam đặt kiểu gì nhỉ? Đang suy nghĩ xem đặt kiểu gì đây. Củ hành tím, Citron, cam. Bắt buộc là phải đặt ở giữa rồi. Thì mình thay cái này trước anh em ạ. Thay bằng cái bowling. Chính xác là phải bowling. Bowling, Citron. À, cái củ hành tím nó kết hợp với bowling này. Còn cái hàng giữa chỉ đặt nguyên cái này thôi. Đặt nguyên ngô thôi. Vẫn cần, sẽ cần Moonflower. Và cần một cái slow được Shadow Predator. Đấy, như thế này. Nhìn chung cũng được. Có lẽ chiến thuật này vẫn sẽ được hơn 1 triệu điểm gì đó. Theo như mình nghĩ vậy. Đầu tiên vẫn phải có thực mới vực được đạo. Vẫn phải có Moonflower. Vẫn phải có cái này. Để nó cho mình săn đã. Có săn đã thì mình chơi được. Mình có thể chơi lâu dài con này được. Đấy. Sau đó thì sẽ là hàng slow. Ok. Sau tiếp sẽ đào bớt cái dưới này ra này là xong này. Đào slow. Bây giờ thì sẽ là ngô ở đây. Ở đây. Ở đây. Có lẽ là cũng được. Không phải nói là quá tệ. Đây. Và đây. Có lẽ là xong. Let's rock anh em ơi. Chơi luôn nào. Rồi. Ok. Có lẽ mình sẽ đặt như thế này. Khó phết nhờ. Ở đây phát nào. Xem mà có thể trụ vững được không. Nó vẫn thì nó vẫn sẽ giết được mình em ạ. Nó vẫn có thể giết được mình. Mấy con này mình không thể kéo xuống dưới đất được. Ui, vào nhanh quá. Không làm gì được luôn đấy. Đây này. Ok. Bây giờ làm sao đây? Không thể nào mà có thể cản lại được bọn này luôn đấy. Nó quá khỏe. Từ từ. Đang suy nghĩ xem là đánh kiểu gì với cái chuyện này đây. Ngô thì không ăn thua rồi anh em. Bowling này, bowling ở hàng bên này. Không ăn thua luôn. Nó vẫn có thể chạy được. Cái chuyện này vẫn có thể chạy được anh em. Khó chơi lắm. Theo mình nghĩ là vậy. Ok. Cái này chỉ có dùng chiến thuật đó. Ôi, giết nó. Đúng rồi, chính xác. Phải giết nó đi á. Xong rồi làm gì làm. Đó, mình sẽ cho slow lại đây. Ok, mình sẽ áp dụng lại cái chiến thuật lại một chút từ. Còn nó có thể chơi được mà, vẫn có thể chơi được. Nếu mà chúng ta đánh chuẩn bài, vẫn có thể là cứu vãn được cái tình thế này. Đấy. Dồn đam này anh em. Có đam là dồn thôi. Mình cần trồng Moonflower. Chứ còn boss này đã, để kiếm thêm điểm đã. Chính xác là mình cần kiếm thêm điểm. Đấy. Một chiêu, rất tốt. Mình có thể hạ được bọn này. Ôi, có tận đến 3 cái chỗ này kìa. Cần thêm đấy anh em. Nào, tăng sức mạnh. Chúng ta vẫn có thể kéo lên được 1 triệu điểm nhờ cái cây bowling của chúng ta. Bowling thì vẫn là tốt, vẫn là không có nói quá tệ. Không có nói quá tệ hại đâu. Ai chà chà, ghê nhỉ. Đây rồi. Ui dồi ôi. Tấn công đấy anh em ơi. Dồn hết đam vào nó xem nào. Xem thế nào. Ui dồi. Không kịp làm gì luôn. Con bot chết không? Con bot đích chết cơ. Con bot không chết. Bắn như thế này mà không chết được.
bowling hàng sau tăng sức mạnh nhỉ, tăng sức mạnh tăng thôi, bây giờ mình không làm gì được, bây giờ mình phải giết con boss này thì hết đấy rồi. Chúng ta không có cái ăn mộ nhờ, có ăn mộ thì ngon thôi rồi luôn, nếu mà có ăn mộ trong này nó chạy rồi anh em ạ. Chết vẫn cuốn chết vẫn lên hơn 1 triệu điểm nhỉ, vẫn tốt. Nhưng vấn đề là chúng ta cũng không thể nào mà làm gì được chỗ này cả. Một triệu bốn trăm chín mươi ba ngàn. Đây là chiến thuật của bạn Võ X nha. Cái ngô Sichon, à cái ngô thì rất là khó chơi, rất là khó chơi luôn. Lê gai bí đè hoa mặt trăng, cái mai bom, cái này thì mình dùng rồi, để mình xem có chiến thuật nào mới không, mới lạ không. Rồi đây thì mình sẽ xem có chiến thuật đây rồi anh em. Trận thứ 6 này vẫn được thêm điểm dĩ nhiên. Cowley Power đấy, chờ cây thôi miên. Đây là cây thôi miên này, không phải cây thôi miên kia nha anh em. Rồi đây cái common của bạn đầu tiên ấy, common của cái bạn Rius Ron ấy thì phải là cái cây mua bằng tiền cơ, mình không có cây đấy, chúng ta không có cây mua bằng tiền. Xem nào, chúng ta sẽ không phải cây thôi miên thường, không phải là cái cây nấm thôi miên, mà cây kia là cây súp lơ hay cái gì đó, cũng là loại thôi miên. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái gì đây, có rất nhiều chiến thuật có thể dùng được trong này. Cherry bomb này, đúng không, dùng cherry bomb này, cherry bomb nổ rất là đã luôn. Cực nhiều chiến thuật luôn. Chuối cũng được này anh em, chuối này thì nó cũng là thuộc cái dòng họ pháo đấy, và nó sẽ tăng sức mạnh cho dòng họ pháo, bắn pop. Có lẽ là khá hay, không biết là liệu rằng ăn được không. Thì đây là comment của bạn Đỗ Tùng, mà bạn vẫn chọn là Moonflower. Rồi mình sẽ chọn Moonflower trước này, vẫn phải là Moonflower, không khác được, vẫn phải là cây này, không thể nào mà sai được nha anh em. Bạn ấy chọn thêm đó chính là cây Bowling Boons. Bowling Boon thì dĩ nhiên rồi, Bowling Boon là tăng sức mạnh bởi cây họ đậu này. Sau đó sẽ chọn Lava Guava. Lava Guava cũng được, theo mình thấy Lava Guava cũng ổn. Chọn hành tím này, đâu rồi, hành tím rồi, củ hành tím đốt cháy nhà. Và sau đó bạn ấy chọn đó chính là cây chuối Banana Lancer. Ok, không biết là mình sẽ đánh kiểu gì đây. Trời, nhìn trông dã man. Không có slow à, chúng ta không có slow này, thật là vỡ mồm. Chết rồi, quả này không có slow. Slow mình dùng cái gì đây? Ok, cái này làm gì ta? Đùa. Tôi kệ đi, chơi đi á, tính sau. Đặt full đi đã. Mình thấy nó hơi buồn cười, giữa cái chân này hơi buồn cười. Đặt lên trên này, Moonflower đặt tối đa lên trên luôn. Rồi ok, thế thì phải đào bớt một cái này đi, đào bớt cái này đi trước, để tập trung vào ba hàng giữa anh em ạ. Chưa nhầm, đào cái này đi, vẫn không đủ tiền, thì thiếu một cây nữa anh em. Đặt đây phát, đấy, rồi mình tập trung hết hàng giữa anh em ạ. Nào, tí đã dùng cái chuối sau nha. Chuối chưa biết sẽ làm gì đấy. Ây chà, cái này thì nó nảy rất là đã luôn. Nảy rất là cực kỳ đã luôn đấy anh em, thấy không? Này thì đánh này, mình cần thêm Moonflower anh em ơi. Ui, không kịp vào mất. Không kịp vào rồi. Từ. Ok. Nào. Không thể thua được. Từ. Rồi, nó khỏe quá, nó đang vào rất gần luôn. Tấn công nào anh em. Ui giời, trời, chỗ này còn lại đây à. Nào, đập nó anh em ơi. Tiến lên, không lùi bước. Chúng ta đặt đây phát này, cần có thêm. Dừng lại. Nảy. Chuối này anh em ơi, tập trung đam ở phía dưới. Đây. Chết rồi, chạy mất rồi. Chuối ơi là chuối, chưa kịp làm gì luôn. Ui, chuối vừa mới ra cánh đấm chết luôn. Vãi trưởng thật. Nào này, từ 690 mấy ngàn. Lên. Full lực anh em. Nó bị vướng vào cái này, khó chịu thế nhờ.
chúng ta đáng lẽ nên tập trung. Để có chuối không, mình sẽ bắn thêm nữa vào đây nữa. Chuối nó chỉ tác dụng một chút thôi. Chuối là 475, ủi đắt thế. Có chuối đắt vãi, đắt vãi cả tèo. Đâu rồi, cũng sẽ gây mất máu đấy. Lava vua va không kịp. Bao giờ mình cũng đủ tiền mua chuối đây. Đây rồi, có chuối rồi anh em ơi, từ từ nha. Đợi con boss nó ra đã. 475. Đây, đánh cái này trước. Khó chơi, mình sẽ tấn công nó. Thử xem nào. Bắn. Bắn này, chuối bắn một phát rồi. Con thua luôn. Con mình đấy rất là hài hước nhưng vẫn được hơn 1 triệu điểm. Ôi, đừng ăn quả chuối của mình. Trời ơi. Chết rồi. Chậm tay quá. Lava Guava thì vẫn là bá. Dĩ nhiên rồi, nó tạo ra một cái bóng bảo vệ và đi qua đấy thì sẽ chết rồi. Con chuối nó quá đắt. Phải nói là 475 là một cái con số nó quá đắt luôn đấy. Thì trông rất là hài. Ok. Rồi, tiến lên. Nó chạy mất rồi, chạy mất dép rồi. 4 giây, 1.4 triệu này. Chuối vẫn bắn được vài phát anh em ạ. Hết luôn là cả săn luôn đây. Không làm gì được. Ok, thì chúng ta sẽ chuyển qua cái phần khác đi. Chơi Battle Z thế thôi, được rồi. Này là quá đủ rồi. Continue này. Đã xong cái phần này và chắc mình sẽ quay trở ra để xem là chúng ta hoàn thành quest này, kiếm được 6 game này, phía dưới là 5 game nữa, thành là chắc là tập trung để mua mấy cây đất rubber với mấy cái cây bowling thôi. Bowling level 5 thì nó sẽ rất là khỏe đấy anh em. Mình tưởng tượng ra cái sức mạnh khi bowling lên level 5 nó như nào, rất là bá. Event này. Premium Apple Motor. Ai chả vẫn đang chơi cây táo đỏ à? Vẫn sẽ được sử dụng cây táo đỏ ở trong này nha. Làm gì? Set chúng ta sẽ ok. Được sử dụng cây ấy à, Chakua level 3 này. Xem nào, sao toàn Chakua này? Không có cây nào tấn công à? Phải có ít nhất là Apple Motor chứ. Ồ, mình quên không xem nó cây nó cây gì à? Rồi, từ từ thôi. Apple Motor đâu rồi? Không có à? Không có luôn. Bó tay. Lại không hiểu luôn. Bó tay luôn. Từ từ. Cho nó ra ngoài. Nó ăn được mấy cái lá của mình. Đấy rồi. Cây gai. Cái này thì nó sẽ gây ra đam khá là lớn. Vãi trưởng. Còn ăn theo kiểu này nữa thì đúng là tốc độ nhanh lên đi. Đằng nào thì nó cũng chưa thể vào đâu. Ui, cái gai ăn cho này. Rồi. Ô. Gây mất máu nhá. Khó chịu phết đấy anh em ạ. Thấy không? Phía đâu nhỉ? Phía đây phát này. Đặt luôn này. Đấy. 2-3 lớp giáp luôn. Trên này luôn này. Chỗ nào bị mất, gần mất cây thì mình sẽ đặt cái lớp giáp đấy luôn đấy. Cái này sẽ mọc lại không ta? Rồi. Nó chậm nhỉ? Này. Bằng sắt cơ mà. Không ăn thua luôn. Cam. Chết luôn. Tuyệt vời. Ok. Bây giờ là chúng ta sẽ có hệ thống phòng ngự trước mắt á. Đấy, như thế này. Tự nhiên được tăng sức mạnh chứ. Ngon vãi. Ok. Nào. Khó chịu phết đấy. Đừng có đùa ví ninja rùa. Cây gai đâu rồi? Cây gai này khó chịu cho em. Đấy. Khó chịu chưa? Siêu khó chịu luôn nha. Đánh slow, bắn biết các thứ các kiểu vào người này thì quá là khó chịu. Cái trà cua có thể là đánh được đấy anh em ạ. Slow lại. Ok, chưa rồi, Apple Motor. Biết làm nào đây? Apple Motor thì có ăn thua không? Cái này thì hơi hơi khó nhờ.
Chết hết chưa? Chết hết cái bọn cầm ấy chưa? Cầm khiêng chưa? Chết hết rồi đấy. Bây giờ thì tấn công thôi anh em. Hình như là chưa chết hết đâu. Chết rồi. Bây giờ mình mới chết đây này. Tấn công. Ok. Hồi sinh lại. Ok. Vơ vẩn. Ngoan thua luôn. Tập trung hết một con boss đây anh em ạ. Ui, có thêm boss anh em ơi. Có thêm boss nhá. Có thêm boss kìa. Mình sợ là sợ cái bọn ấy, sợ cái bọn phù thủy ấy. Có cái bọn này đích sợ đâu. Từ lấy cả cái đó. Level 6 này, vừa nâng cấp lên level 6 rất là mạnh luôn. Đấy. Đóng băng thì thôi rồi luôn nhá. Yeah. Hình như không có phù thủy đâu. Yes. 2. Apple Motor lên. Let's go. Cho cái này cái, cho cái này phát. Tập trung đam. Đấy. Vào mắt, đố vào luôn đấy. Này, giáp này tăng cơ luôn. Rồi. Không ăn thua. Không vào được. Không làm gì được. Nó bị tơ luôn rồi. Bắn toàn stun vào người. Úi giời. Nhưng mà không chết. Mãi không chết ta. Đây. Bắn luôn anh em ơi. Bắn luôn. Chết. Phải chết chứ. Cuối cùng thì đã chết. Có thêm quả cây cam này. Rồi và chúng ta sẽ cứ mê nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Plants vs Zombies 2. Xin chào, gặp lại. Bye bye.